Đà Nẵng Basketball Championship, giải bóng rổ vô địch Đà Nẵng lần thứ 2 được tổ chức. Sau những trận đấu vòng bảng căng thẳng thì chúng ta đã xác định được 4 cái tên có mặt tại vòng bán kết, và đây là cả bán kết đầu tiên giữa 98 Dreamers và U18 Đà Nẵng. Là có lỗi rồi. Pha đột phá cá nhân của cầu thủ bên phía U18 Đà Nẵng và trọng tài đã thổi lỗi với Hoàng Đức Huy. Sẽ có 2 quả ném phạt cho Nguyễn Thanh Nhân. Điểm số thứ 14 cho đội bóng áo vàng. Như vậy là bên phía U18 Đà Nẵng, Thanh Nhân là cầu thủ đầu tiên có được tỷ lệ 100% với 2 pha ném phạt của mình. Rất đáng tiếc khi vừa rồi cả 2 quả ném phạt của thành viên bên phía U18 Đà Nẵng đều đã đưa bóng thiếu chính xác. Bùi Thế Dương. Rất mạnh mẽ với tình huống post up và đối mặt với 2 cầu thủ đối phương thuộc về Mueland và Engerhardt. Để nói về thể hình thì bên phía U18 Đà Nẵng chẳng có cầu thủ nào đủ sức đối đầu 1-1 đối với Mueland cả. Ném phạt lần 1 chính xác cho Van Kerhat. Thêm 2 điểm cho 98 Dreamers. Họ cán mốc 28 điểm vào lúc này. Cú nhảy ném và xử lý Ebo. Những giây cuối cùng trong hiệp 1. Và như vậy, hiệp đấu đầu tiên của màn so tài giữa 98 Dreamers và U18 Đà Nẵng đã khép lại rồi. Mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát của các cầu thủ áo đen. Michael Soy và các đồng đội tỏ ra khá vượt. Bóng tới vị trí của Hoàng Hải Đăng. Cơ hội. Và có thêm 2 điểm cho U18 Đà Nẵng, họ cán mốc 70 điểm. Vừa rồi là pha dứt điểm của Lê Công Anh Đức. Anh Đức có 2 điểm đầu tiên của mình trong trận đấu này. Pha móc rổ mang nhiều tính chất biểu diễn của Hiếu Minh, nhưng cầu thủ này đã không thành công. Trong khi đó Hoàng Hải Đăng cũng không thể dứt điểm với pha đột phá vào dưới rổ của mình. Những giây cuối cùng của trận đấu này. Giờ thì 98 Dreamers sẽ chờ đợi vào kết quả trong màn so tài tại trận bán kết 2 giữa BDC và Cố Đô để xem đối thủ của mình là đội bóng nào. Dù sao đi chăng nữa thì Dreamers vẫn là một tập thể được đánh giá có sức mạnh vượt trội tại giải lần này. Và theo những nhận định của giới chuyên môn thì chức vô địch lần thứ 2 liên tiếp tại Đà Nẵng Basketball Championship sẽ khó lòng thoát khỏi tay của 98 Dreamers. Tất cả đã dừng cả lại rồi. 105-70 đó là tỷ số chung cuộc của trận đấu giữa 98 Dreamers và U18 Đà Nẵng. Chúng ta không phủ nhận nỗ lực của các cầu thủ trẻ bên phía U18 Đà Nẵng, nhưng chừng đó là không đủ để họ tạo nên bất ngờ trước dàn sao bên phía 98 Dreamers. Dreamers chấp cả Michael Soy và Mueland.